Hội Người Cao Tuổi Việt Nam phối hợp với Ban Dân Vận Trung ương, Bộ Nội vụ, tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận số 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức hoạt động của người cao tuổi Việt Nam. Dự tại điểm cầu tỉnh Con Tum, có Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm. Sau khi có kết luận số 58 của Ban Bí thư, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức phổ biến quán triệt sâu rộng đến các hội viên, Đồng thời triển khai một số hoạt động như xin ý kiến các cơ quan chức năng của Đảng, chính phủ và Bộ Nội vụ về phương pháp tiến hành chuyển đổi tổ chức hội làm việc với cấp ủy chính quyền và tổ chức hội người cao tuổi một số tỉnh thành phố về điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện kết luận số 58. Hội nghị nghe báo cáo của một số tỉnh thành có chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, thành ủy triển khai kết luận số 58 thảo luận trao đổi những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai thí điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn quốc. Từ đó quán triệt triển khai các nội dung nhiệm vụ của kết luận số 58 như tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đối với hội người cao tuổi Việt Nam và công tác người cao tuổi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong bảo vệ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ra soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện pháp luật phù hợp với chất lượng dân số, tuổi thọ trung bình ngày càng tăng và tốc độ già hóa dân số, tăng cường quản lý nhà nước, đầu tư nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật, nhất là chính sách bảo đảm an sinh cho người cao tuổi. Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương căn cứ nhu cầu tình hình điều kiện thực tế, xem xét việc thành lập hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện và quyết định số biên chế làm việc trong biên chế của địa phương, tạo điều kiện để hội hoạt động hiệu quả đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi động viên người cao tuổi phát huy trí tuệ kinh nghiệm góp phần phát triển địa phương đất nước